Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Bạn đang gặp vấn đề về quản lý thời gian? Cả ngày le ve chưa làm được việc gì ra hồn đã hết ngày. Đừng lo, hãy nắm vững những nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn quản lý tốt thời gian của mình để làm việc hiệu quả và cân bằng cuộc sống. Nguyên tắc số 1. Xác định mục tiêu. 1. Xác định rõ những mục tiêu. 2. Xây dựng thói quen viết ra giấy, mục tiêu và kế hoạch. 3. Tự ấn định thời hạn hoàn thành các mục tiêu. 4. Liệt kê tất cả những việc cần làm, các phương án để đạt được những mục tiêu đề ra. 5. Biến những việc cần làm thành các kế hoạch hành động cụ thể. 6. Hành động quyết liệt, thực hiện những việc trong kế hoạch hành động. 7. Tự cam kết hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Nguyên tắc số 2. Lập kế hoạch làm việc. Kế hoạch làm việc tổng quát hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày. Chúng ta phải phân chia một công việc lớn thành nhiều việc nhỏ, đơn giản, sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên và xác định thời hạn cụ thể. Thời điểm tốt nhất để lên kế hoạch làm việc hàng ngày là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Khi ấy, tiềm thức của chúng ta sẽ gợi ý các phương hướng thực hiện từng phần việc trong bảng danh sách đó. Đừng bao giờ bắt đầu một ngày mới khi vẫn chưa có bản kế hoạch trên giấy. Dành 10% thời gian để lên kế hoạch và tổ chức công việc trước khi bắt tay vào thực hiện giúp chúng ta sử dụng 90% thời gian còn lại hiệu quả hơn. Nguyên tắc số 3. Vận dụng quy tắc Pareto 80-20. Quy tắc 80-20. Bất cứ việc gì cũng đều được quyết định từ 20% việc quan trọng và 80% đa số những ít quan trọng hơn. Hãy xác định những nhiệm vụ hàng đầu trọng yếu chiếm khoảng 20% nhưng quyết định đến 80% thành quả của bạn. Quy tắc số 4. Tiền liệu kết quả cuối cùng. Suy nghĩ về hậu quả giúp chúng ta dự đoán, xác định được mức độ quan trọng của một hành động hay một nhiệm vụ, khiến chúng ta có thêm động lực, bởi vì không ai muốn mình thất bại cả. Khi bạn có cái nhìn dài hạn, bạn sẽ kịp thời nhận ra những gì cần điều chỉnh. Nguyên tắc số 5. Sử dụng ma trận quản lý thời gian. Ma trận quản lý thời gian là kỹ thuật lựa chọn mục tiêu theo trình tự ưu tiên. Thứ nhất, quan trọng cộng khẩn cấp. Đây là những việc mang tính ngắn hạn, bạn không thể không làm ngay lập tức. Nếu bạn không làm ngay những việc này thì chắc chắn bạn sẽ thất bại toàn tập. Ví dụ như đến hạn chót của một công việc nào đó, bài thi ngày mai, hàn gắn một mối quan hệ vừa mới đổ vỡ, vân vân. Thứ hai, quan trọng cộng không khẩn cấp. Những việc mang tính chiến lược, dài hạn và quan trọng sẽ được xếp vào nhóm 2. Đó có thể là lên kế hoạch của tuần, tháng, năm, học hỏi, rèn luyện thể lực, xây dựng và củng cố mối quan hệ. Những việc này có thể không có được kết quả ngay, nhưng nếu xét về lâu dài thì nó mang lại những lợi ích to lớn và bền vững. Hãy đầu tư phần nhiều thời gian vào nhóm công việc này. Nhóm thứ 3, khẩn cấp cộng không quan trọng. Những việc không quan trọng thì chắc chắn sẽ là những việc bạn không cần để tâm quá nhiều. Đó là những việc như trả lời điện thoại, email, tin nhắn không cần thiết, sinh nhật, đám cưới của người bạn không thân thiết. Giải pháp cho bạn lại giao phó cho người khác và quan trọng là bạn phải giao phó cho đúng người. Nhóm thứ 4, không khẩn cấp cộng không quan trọng. Đây là những việc tối kỵ với những người thành công. Những việc vô thưởng, vô phạt, làm hay không làm cũng không mang lại ý nghĩa, khác biệt gì lớn. Cách tốt nhất là bạn nên gạt bỏ nó. Cụ thể hơn là những việc như chơi game, lướt Facebook, xem phim quá nhiều mà chẳng mang lại lợi ích nào cả. Nếu bạn làm chúng để thư giãn thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn dành 1 giờ trở lên để làm nó và nói rằng đó là thư giãn thì bạn cần xem xét lại có phải bạn đang thư giãn hay thỏa mãn cơn nghiện của mình. Nguyên tắc số 6. Tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu. Ví dụ, công việc trọng yếu của một viên chức quản lý là lập kế hoạch, sắp xếp tổ chức nguồn nhân lực, phân công nhiệm vụ, giám sát hoạt động, đánh giá kết quả và lập báo cáo. Công việc của học sinh, sinh viên là làm bài tập, đọc sách, tham gia hoạt động của trường lớp, câu lạc bộ. Công việc của một nhân viên bán hàng gồm có xác định khách hàng tiềm năng, tiếp cận khách hàng, xây dựng mối quan hệ và sự tin tưởng, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, giới thiệu, thuyết phục sản phẩm hay dịch vụ, giải đáp thắc mắc, phục vụ khách hàng, vân vân. Nguyên tắc số 7. Tập trung tạo hiệu quả. Hãy trả lời 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hoạt động nào của tôi có giá trị nhất? Câu hỏi thứ hai, công việc nào chỉ mình tôi thực hiện để hoàn thành xuất sắc và thực sự tạo ra khác biệt? Câu hỏi thứ ba, công việc nào tốt nhất cho thời gian của tôi? Nguyên tắc số 8. Luôn sẵn sàng bằng cách học hỏi và hoàn thiện kỹ năng.
Nguyên nhân khi chúng ta trì hoãn những công việc trọng yếu chính là cảm giác thiếu tự tin, không đủ năng lực để có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc, sự thất bại, vân vân. Vì thế, chúng ta phải không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, sự hiểu biết và không ngừng rèn luyện kỹ năng. Khi học nhiều, hiểu nhiều, kỹ năng được nâng cao, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn, làm việc say mê hơn và đạt được nhiều thành quả hơn. Nguyên tắc số 9: phát triển và tận dụng những tài năng đặc biệt. Hãy xác định đâu là lĩnh vực đặc biệt, tài năng nổi trội của bản thân. Phát triển và sử dụng những kiến thức và kỹ năng đặc biệt này vào công việc, chúng ta sẽ tạo ra những kết quả đặc biệt. Bạn hãy làm bài tập sau để tìm ra tài năng đặc biệt của mình nhé. Thứ nhất, tôi thực sự giỏi lĩnh vực nào? Thứ hai, điều gì giúp tôi thành công trong quá khứ? Thứ ba, tôi thích làm điều gì nhất? Thứ tư, nếu để tôi chọn, tôi sẽ chọn việc gì? Nguyên tắc số 10, xác định những trở ngại chính yếu. Luôn có những khó khăn trở ngại trên đường đi đến mục tiêu. Bạn cần phải biết điều gì đang ngăn cản bạn và sau đó hãy loại bỏ nó. Ví dụ như game online, mạng xã hội, TV, phim, v.v. Thứ nhất, điều gì đang kìm hãm sự thành công của bạn? Thứ hai, điều gì làm giảm tốc độ phát triển của bạn? Thứ ba, điều gì làm bạn phải chần chừ, ngại ngần? Thứ tư, tại sao bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra? Nguyên tắc số 11, thực hiện công việc theo từng bước. Để thực hiện những công việc lớn, những mục tiêu cao cả, bạn hãy chia những công việc này thành nhiều bước nhỏ và lên kế hoạch để thực hiện từng bước, giống như việc ăn từng phần của con voi vậy. Lần lượt hoàn thành từng bước nhỏ này, chúng ta sẽ đạt được công việc lớn, hoàn thành mục tiêu cao. Nguyên tắc số 12, tạo áp lực cho chính mình. Hầu hết mọi người thiếu khả năng sống và làm việc độc lập. Họ luôn trông chờ sự động viên, hỗ trợ và dẫn dắt từ người khác để hoàn thành mục tiêu của mình. Đúng là cần một đội nhóm và những người hỗ trợ sẽ rất quan trọng, nhưng bạn mới là người quan trọng nhất. Bạn không thể phụ thuộc vào người khác, bạn không thể giao số phận của mình cho người khác được. Bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Bạn phải trở thành những nhà lãnh đạo bản thân, tự mình có thể làm việc với hiệu suất cao, có thể tự hoàn thành nhiệm vụ mà không cần sự giám sát, quản lý, đốc thúc của bất kỳ ai. Hãy tự tạo áp lực lên chính mình và bạn sẽ thấy hài lòng hơn về bản thân. Nguyên tắc số 13, tạo động lực thúc đẩy hành động. Để thực hiện công việc hiệu quả, chúng ta phải làm chủ suy nghĩ của bản thân và trở thành người lãnh đạo, người động viên cho chính bản thân mình. Hãy tuyên bố mỗi ngày để bạn có thêm động lực làm việc và lấy lại năng lượng. Bạn phải rèn luyện được thói quen, luôn tìm điểm tốt, khía cạnh tích cực trong mọi tình huống, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ khó khăn, thất bại, luôn tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Nguyên tắc số 14, không làm nô lệ của công nghệ. Công nghệ là một người bạn giúp chúng ta giải quyết công việc nhanh hơn, nhưng cũng là kẻ thù khiến chúng ta trở nên trì trệ, thụ động. Tôi từng là một kẻ nghiện Facebook và smartphone và tôi để ý hiệu suất làm việc của mình đi xuống rất nhiều khi tôi biến mình thành một kẻ nghiện Facebook và smartphone. Đặc biệt là tôi đã dành rất ít thời gian để suy ngẫm cho tương lai của mình khi đắm chìm với smartphone. Đó là lý do tôi đã học người Do Thái và ứng dụng ngày Sa-bát của họ vào cuộc sống của mình. Ngày Chủ nhật mỗi tuần, tôi sẽ tắt hết Wi-Fi và 3G để không online, dành thời gian để suy ngẫm, viết kế hoạch, chuẩn bị cho tương lai của mình. Hay đơn giản, chỉ là tận hưởng cuộc sống. Tôi bắt đầu tắt Internet từ 22 giờ cho đến sáng ngày hôm sau. Kể từ khi tôi thực hành nghiêm túc và có kỷ luật thói quen này, rất nhiều điều tuyệt vời đã biến chuyển trong cuộc sống của tôi. Nguyên tắc số 15, ý thức khẩn trương. Ý thức khẩn trương là nguồn động lực và mong muốn nội tại giúp chúng ta muốn bắt tay vào công việc ngay lập tức và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Ý thức khẩn trương tạo cho chúng ta khả năng định hướng hành động, lập kế hoạch công việc theo mức độ ưu tiên, tập trung vào hành động và bị cuốn vào dòng chảy của công việc, của hiệu quả và năng suất làm việc. Nguyên tắc số 16, chuyên tâm với từng công việc. Chu trình bắt đầu công việc rồi dừng lại, lại bắt đầu và dừng lần nữa có thể làm lãng phí thời gian của chúng ta trong việc tạo dựng lại động lực, lấy lại quán tính, v.v. cho đến khi đạt được tiến độ cần thiết. Các nghiên cứu cho thấy việc dừng công việc rồi lại bắt đầu có thể tiêu tốn thời gian lên đến 5 lần so với việc chúng ta hoàn toàn chuyên tâm vào công việc từ lúc bắt đầu cho đến khi thành công. Khi hình thành tinh thần kỷ luật bản thân để chuyên tâm làm việc không ngừng nghỉ trên một nhiệm vụ duy nhất, chúng ta có nhiều cơ hội để đạt được mức làm việc hiệu quả sớm nhất. Và khi đó, chúng ta có thể hoàn thành những công việc khó khăn với chất lượng cao và trong thời gian ngắn nhất. Hãy nhớ rằng, quản lý thời gian đồng nghĩa với quản lý cuộc sống. Việc đạt được khả năng quản lý thời gian và hiệu quả cá nhân
xuất phát từ việc trân trọng từng phút giây trong cuộc sống của bạn. Để giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả và tối đa hóa năng lượng bản thân, hãy mua cho mình một cuốn sổ tay Cotino quản lý thời gian của người thành đạt. Cuốn sổ này sẽ giúp bạn lên kế hoạch công việc rõ ràng, đập tan trì hoãn và giúp bạn hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đăng ký ngay tại www.socotino.com hoặc hotline 0984871603, nhập mã giảm giá VIP 10 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.